khuất xa trên dòng đời này, con lạc loài tìm mẹ nơi đâu, trong lòng nhói đau gọi mẹ, mẹ ơi mẹ đừng bỏ con, mẹ sao ca con hát cho bao người, nhưng cho mẹ con hát không nên lời. Mẹ ơi, mẹ ơi, con nghe được tiếng hát trong lòng con, tiếng lòng của con dâng trọn một niềm. Con ru mẹ bằng lời kinh đêm, con nguyện sớm hôm đọc từng lời kinh, nguyện cầu ngày đêm là lời hát ru mẹ. Bài ca con hát cho bao, nhưng cho mẹ con hát không nên lời. Mẹ ơi, mẹ ơi, con nghe được tiếng hát trong lòng con, bài ca con hát cho bao người, nhưng cho mẹ con hát. Chư thiên các ngài quan hỷ dắt dẫn cho hương linh về đây thọ tài hướng thực và sớm siêu tâm nhàn tịnh, được giải thoát khỏi làm người làm trời và bảo niết bàn. Nguyện cầu hồng ân tam bảo và quay lực kinh Marita này xin cứu nguyện cho giác linh tụ bà được sớm siêu du nguyện thực đạt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mẫu về thọ tài hưởng thực và nghe kinh thân pháp, sớm được siêu sanh về nơi nhàn cảnh. Nguyện cầu mười phương chư Phật tùy tự gia hộ cho giác tinh được an vui trong lạc cảnh. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đà Bán Ki Tôn Chi Thân. Các tội lỗi mà hương linh đã vui phạm đến Phật bảo vui sinh, Phật bảo xa các tội lỗi ấy cho hương linh. Hương linh thành kính cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà hương linh đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi sinh, Phật bảo ra tội lỗi ấy cho hương linh.
tăng vô nhà tì na ngôn tu su tì ta hôn tu nhà ta vô tì ta 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 sa ma Nhân tòa nhà tì bê ta sa ma ta ta bầu tì hân na pa na mi sa tu hê wa mê Vai to tuần đàn bê ta năng hư pa cam pa ti ku sa la thom mê a ku sa la thom ma pi ya thom Thưa giác linh, cố tín nữ miệng thị con pháp danh Diệu Quang, tất cả chúng con là những con những đứa con của mẹ đang quỳ trước linh sàng thanh mẫu, dâng lên những chén cơm thanh đạm, kính mong từ mẫu đã về đây thọ tài hưởng thực, nghe kinh thánh pháp sớm đắc được siêu vô miền cực lạc. Nguyện cầu hồng ân tam bảo hằng trì từ gia hộ cho linh thân mẫu được mọi sự an lành trong cảnh giới. Nguyện cho tất cả chúng con được mọi sự an lành, tránh khỏi những sự rủi ro tai hại, tất cả đều được sự an vui và thuận duyên trong cuộc sống. Được nguyện cầu cho tất cả những chúng sanh ở trong phương đất này, các vị hãy luôn luôn hộ trì cho thân mẫu chúng con được mọi sự an lành và tái sanh vào cảnh giới thành đạo. Nam mô tát sa pha ga va tu ra tu sam ma sam bút tha sa Nam mô tát sa pha ga va tu ra tu sam ma sam bút tha sa Nam mô tát sa ma nhị tần a tam chủ a lễ hương linh tam bái Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô cầu siêu độ Bồ Tát Ma Tát, Nam mô cầu siêu độ Bồ Tát Ma Tát, Nam mô cầu siêu độ Bồ Tát Ma Tát. Sự cúng dường mà cơm cơm đã trong sạch làm đây xin hồi hướng cầu siêu cho giác linh cô thân mẫu nguyện thị bồng pháp danh Diệu Hoa. Thương thọ 79 tuổi cầu mong cho giác linh hằng được sự an vui, cầu mong cho giác linh thân mẫu hằng được sự an vui, cầu xin cho giác linh thân mẫu hằng được sự an vui. Các con đường nước đầy đủ, nhất là sống và ra làm cho biển nước đầy đủ, cũng như sự bồ thí mà thí chủ làm trong lúc hiện tại đây, cầu xin cho được kết quả đến hương linh đã qua giảng, cầu mong các quả lành mà người đã mong mỏi cho được mau thành tu kiếp thời đến, người cầu xin những sự suy xét chân chánh cho được tròn đủ đến, người như trăng trong ngày rằm bàn trắng vậy, cũng như ngọc mani chiếu sáng rõ ràng là ngọc quý bao, có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện. Tất cả ngồi hướng cầu siêu đến giác linh cô tinh nữ miệng thị bồng
hướng tòa bảy chính tuổi từ trần lúc 10:50 ngày 29 tháng giêng âm năm Kỷ Hợi cầu mong cho người hằng được sự an vui, cầu xin cho quà của tâm tính thành tam bảo, cho đưa thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô mười muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên được xung quanh ngôi gia tất này, ngưỡng mong các ngài từ bi dụng đạt, và đồng thời các ngài quan hỷ mách bảo cho giác linh của thân mộ chúng con và Nguyễn Thị Bông từ trần lúc 10:50 ngày 29 tháng giêng âm lịch năm Kỷ Hợi đã quá giảm sanh vào cảnh giới nào không ai biết. Do năng lực phước báo này, cầu mong các ngài dắt dẫn về đây tòa lãnh công phước này để được sớm siêu sanh nhàn cảnh, được sớm kết quả làm người, quả trời và quả niết bàn. Và nguyện cầu công đức phước lành này cầu xin các ngài hộ trì cho toàn thể môn đồ hiếu quyến, các con các cháu mọi tổ ngoại tổ ở trong nước cũng như ngoài nước luôn luôn được một sự an lành, tránh khỏi những sự rủi ro tai hại, tật bệnh tiêu trừ hay qua nạn khổ, và luôn được thành tựu trong điều an lành của Đức Phật, sống lâu sắc tốt, an vui sức mạnh và có trí huệ sáng suốt. Mong cầu cho năm điều an lành này hàng gia tăng đến toàn thể, đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, các lợi chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
của tôi, tóc mẹ đã nhuộm màu sương, nuôi đàn con nay đã khôn lớn rồi mẹ càng lo. Khi con đi mẹ luôn ngóng tin con có được cuộc sống yên lành nơi quê nhà mẹ đã chăm sóc con bên mẹ. Được người thương mến, con nghe mẹ là con đã đơn. Thank you.
ai thường thắng nào anh tình người ta cũng tình thương giờ buồn rồi con đắm bờ môi hàng trên đôi mắt tâm đã lòng giáo pháp đạo hiếu từ con trẻ nặng mang chân từ bi thế trong các kỳ ngã pháp hiệu hiện tạng dương bồ tát nay trong dương gian có người vừa tạ thế và nhu cầu đến tận tây phương vậy thì ta mau kịp lên rồi trên phật tổ đưa chân linh về tây phương lạc quốc nam mô a di đà phật Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nam Mô A Di Đà Phật. Để như giới thoát một Bồ Tát thân Thank you.
con lạy mẹ cha, ơn cha nghĩa mẹ con được là bao. Năm dài tháng rộng gian nan nuôi đàn con khôn lớn nên người, ân tình sâu đậm mẹ cha thương con vô bờ vô bờ. Công cha như núi cao vời, nghĩa mẹ như nước biển khơi dạt dào. Nhớ những đêm lạnh giá trong con sưởi ấm trong lòng, nhớ những ngày con ốm đau mẹ thương con thức trắng đêm thâu. Nay con về đây kính bạch chư đại đức tăng, kính bạch chư đại đức tăng, rồi xin chúng con xin thọ trì, chúng con xin thọ trì tam quy mộng giới, tam quy mộng giới nơi tam bảo, nơi tam bảo để vân giữ thành theo, giữ thành theo cho được sự lợi ích, để được sự lợi ích. Bạch quá chư đại đức tăng, bạch quá chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới, tam quy và ngũ giới nơi tam bảo, nơi tam bảo để vân giữ thành theo, để vân giữ thành theo cho được sự lợi ích, để được sự lợi ích. Lần thứ nhì, lần thứ nhì bạch quá chư đại đức tăng, bạch quá chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới, tam quy và ngũ giới nơi tam bảo, nơi tam bảo để vân giữ thành theo, để vân giữ thành theo được sự lợi ích. Lần thứ ba, được sự lợi ích lần thứ ba, lại là một ứng túng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri, được chứng quả chánh biến tri cho ngài tự ngộ, cho ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng túng cao thượng, ngài là bậc ứng túng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri, được chứng quả chánh biến tri cho ngài tự ngộ, cho ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri, được chứng quả chánh biến tri cho ngài tự ngộ, cho ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, không thầy chỉ dạy, lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Dự nhiều hợp, con xin lắng dự nhiều hợp, là cố ý tránh xa sự nói dối, là cố ý tránh xa sự nói dối, con xin lắng dự nhiều hợp, con xin nhớ điều là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say, là cố ý tránh xa sự chất rượu và các chất say. Chư thiện nam tín nữ sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo, hãy vân giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. Dạ xin vâng. Dạ xin vâng. Dạ, tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giải thoát dập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các thứ ấy nên chư Phật tử đáng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lắm nhơ. Đọc theo.
Cầu xin chư đại đức tăng mở pháp tinh cầu siêu, đến cho thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên của chúng con, đã quá quản, nhất là bà mẹ của chúng con là bà Nguyễn Thị Bông, thắp danh diệu hoa, mất vào ngày 5 tháng 3 2019, nhằm ngày 29 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, để sớm được siêu sanh, về nơi nhàn cảnh, được kết quả làm người, quả trời, quả an vui niết bàn, bạn như đang ở nơi an vui, thì cầu mong sự an vui ấy, cả tăng tiến thêm, do theo phước báo, để vào công đức, lần thứ ba. Thank you.
dắt xe tang, hai hàng ngựa trắng đi đầu. Rồi có một ngày hồn nhạc tôi tiêu điều, điệu đàn và lời ca sầu heo giữa nơi nghĩa trang bao điều hiu. Rồi có một ngày em không thương không nhớ, em sẽ quên đi tháng ngày mình sống mong chờ. Thời gian còn lại chỉ là một mộ bia hoang tàn, lạnh lùng xương phù trắng véo von côn trùng lắng thở dài. Bạn thân ơi thôi rồi xa, người yêu ơi thôi rồi quên, còn có nhớ nhớ gọi tên những thuở đầy ân tình. Nằm dưới đáy chốn mộ sâu chỉ nghe vang bao niềm đau, lạnh buốt giá rét từng đêm, dần từng đêm. Rồi có một ngày rêu xanh trên bia đá, tim ngắt không gian, mây trời gọi gió mưa nhòa, mộ vắng đường dài, chẳng còn ai qua lại, chẳng còn nhang còn khói, xót xa cũng buồn tháng ngày trôi. Của chư Phật, do nhờ oai đức của
giáo pháp do nhờ oai đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người phước lành thôi đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay quyền cho hương linh cụ bà nguyện thị bông phước này siêu sanh ngàn cảnh đủ đầy an vui phước lành tôi đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay nguyện cho hương linh cụ bà nguyện thị bông phước này siêu sanh ngàn cảnh đủ đầy an vui phước lành tôi đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay nguyện cho hương linh của bà nguyện thị bông phước này siêu sanh ngàn cảnh đủ đầy an vui. Con cô bác đã đưa con đến này ăn. Con có gì sơ sót.